Hello, xin chào cả nhà. Em là An, nhân viên của hợp tác xã Rau Phúc Sen. Thường ngày thì em có lên các clip về các sản phẩm rau bếp này, rồi là rau đi rừng của hợp tác xã Rau Phúc Sen. Đơn vị hợp tác xã Rau Phúc Sen thì chắc hẳn là các anh chị đều đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Đây là một đơn vị rèn rau thủ công nổi tiếng của Việt Nam. Hôm nay thì em sẽ mang tới cho cả nhà mình chọn bộ 5 món rau mèo sống trúc cán ốp phun tang nhé các anh chị nhé. Chọn bộ rau mèo 5 món cá nốt phun tang thì bộ dao này thì gồm có một dao mèo 28 này, một dao mèo 28 size 28 lớn nhất ở đây. Tiếp theo là một dao mèo size 25, một dao mèo size 20, một dao mèo size 15 và một dao mèo size 12. Các cái size này nó sẽ tùy thuộc vào cái lưỡi dao nhé các anh chị nhé. Nó sẽ phụ thuộc vào các cái lưỡi dao. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu tới các anh chị chi tiết từng cái sản phẩm ở trong cái bộ dao mèo 5 món sống trúc cán ốp gỗ mun nha các anh chị nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các anh chị. Đầu tiên là mẫu dao mèo 28 này nha các anh chị nhé. Dao mèo 28 thì các anh chị có thể nhìn chi tiết giúp em này. Phần vỏ ở đây và phần cán ở đây nó sẽ đồng bộ với nhau, nó đều là gỗ mun. Chất liệu ở đây là chất liệu gỗ mun nha các anh chị nhé. Chất liệu gỗ mun thì các anh chị đều đã biết rồi đấy, nó cũng là một chất liệu mà nó rất là bền và khá đẹp. Gỗ mun thì nó sẽ là màu đen và nhìn nó khá là sang đúng không ạ, sang trọng đó, gỗ mun màu đen. Cán vỏ ở đây là mình sẽ là có chốt đồng ở đây nhé các anh chị nhé. Đó, sẽ có 6 chốt đồng ở các cái góc vỏ đây. Rồi bây giờ thì em sẽ rút dao ra cho cả nhà mình cùng xem nhé. Đây ạ. Lưỡi dao thì nó sẽ dài là 28 cm ạ. Đây, phần lưỡi dao ở đây thì nó sẽ dài là 28 cm. Phần bụng dao thì nó sẽ rộng khoảng 5 cm ạ, khoảng 5 đến 5,5 cm. Đó, phần sống dao ở đây thì nó sẽ dày khoảng 6 ly các anh chị ạ, 6 đến 7 ly đấy. Dòng cán ốp này thì nó khá là dày, thiết kế khá là dày và nó sẽ bên thợ bên em sẽ rèn đều thành hình chữ V luôn, các anh chị có thể thấy này. Đó, rèn đều và nó sẽ thuôn dần nhỏ dần về phần mũi dao. Đó, anh chị thấy không ạ? Thợ bên em làm rất là cẩn thận và chi tiết luôn. Cán ở đây là sẽ là cán ốp này, các anh chị thấy này, cán ốp phun tang này, đi hết luôn. Đó. Và cả cái từ cái phần cán lẫn cái phần lưỡi dao ở đây thì nó sẽ là nguyên khối nhá các anh chị nhá. Lưỡi và cán dao thì nó sẽ là nguyên khối luôn. Cái phần cán ở đây nó sẽ là cán mun, ba chốt đinh ở đây là ba chốt đinh bằng đồng ạ. Ba chốt đinh bằng đồng. Lưỡi dao ở đây thì sẽ được rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga. Lưỡi dao thì sẽ được rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga, có dập chìm logo Htech Rau Phúc Sen này và có tem chống hàng giả. Và tem chống hàng giả ở đây thì mình có thể check được bằng iCheck các anh chị nhé. Đây là mã M28MC. Cây này thì bên em đang liêm yết giá là 1.290.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình một mẫu dao mèo size 25. Đây là size 25 các anh chị này. Thiết kế thì nó cũng giống như cây size 28 nhưng mà nó sẽ ngắn hơn một chút. Đó, vỏ của nó cũng sẽ là vỏ mun và cũng có các chốt đinh ở đây là bằng đồng thau này. Cán cũng vẫn là cán ốp phun tang các anh chị nhá. Này, em sẽ rút dao cho các anh chị xem này. Đây. Lưỡi dao ở đây thì nó sẽ dài là 25 cm ạ. Lưỡi dao dài 25 cm. Đó, nó sẽ dày khoảng cây này thì nó sẽ dày khoảng 5 đến 6 ly và thiết kế nó cũng công năng của nó thì nó sẽ cũng khá giống với cây 28, nó cũng có thể là dùng để đi rừng chặt cây được, chặt cây chặt cành, rồi là mình cũng có thể là mình chặt được gà vịt này hoặc là thái lọc đồ ăn này. Đó, mũi nhọn như thế này là mình có thể lọc được. Đó, dao mèo thì nó khá là đa năng khi mà sử dụng mình đi rừng. Nó sẽ sản phẩm thì khá là sắc bén nên là khi mà các anh chị mà chặt cây này hoặc là mình chặt đồ ăn, chặt gà vịt á, thì nó sẽ cho ra những cái sản phẩm mà mình làm nó sẽ sắc bén và cái vết cắt nó sẽ khá là ngọt, mượt và đẹp. Rồi tiếp theo đấy là một cây mèo 20 nhá các anh chị nhá. Mèo 20 thì là lưỡi dao của nó là sẽ dài 20 cm. Đó. Đây. Lưỡi dao dài 20 cm. Cán ở đây cũng sẽ là cán ốp phun tang cũng giống như cái kia và cái công năng của nó thì sẽ nhỏ hơn so với lại 25 và 28. 25 và 28 thì có thể chặt những cái cây nó to hơn nhưng mà 20 thì mình sẽ chặt những cái cây và cái cành nhỏ hơn. Nếu mình chặt cây to thì cái cây này nó sẽ rất là lâu anh chị ạ, bởi vì là nó nhẹ hơn đấy. Mình sử dụng mình chặt những cây to thì mình nên dùng size 28 thì nó sẽ đầm tay hơn.
Đây, còn cuối cùng ở đây, thứ tư, ở trong bộ này thì nó sẽ là một cây dao mèo 15, mèo 15, đây ạ, mèo 15. Lưỡi dao dài 15cm, cây này là thích hợp cho là mình bổ này, cắt gọt hoa quả này, rồi là mình cũng có thể là mình thái được rồi bổ quả được. Đó, thái lọc đồ ăn được. Và cái cây này thì có thể là ví dụ như đi rừng là mình cắm trại mình có thể cắt dây này. Đó. Đây. Đó, sản phẩm có dập chìm logo HTX Dao Phúc Sen ở đây nhé các chị nhé. Tiếp theo ở đây là cây cuối cùng ở trong bộ này, nó sẽ là một cây dao mèo 12 ạ, một cây dao mèo 12. Đó. Các chị có thể thấy rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Đây là cây dao mèo 12. Lưỡi dao đây, 12 thì nó khá là nhỏ thôi, nó sẽ không có nhiều công năng giống như là các anh chị của nó. Thế nhưng mà cây 12 này thì khá là xinh, khá là đẹp và rất là nhiều các anh là thích. Cái lưỡi này của nó nhỏ thì mình có thể mình đi rừng là hoặc là mình đi chơi hoặc là mình để trong xe ô tô này, mình cũng có thể mình trưng bày được này, mình để trong túi mình khi nào có việc cần dùng đến. Ví dụ như là mình có thể là như các chị là đi làm á thì thường là hay có những cây dao nhỏ nhỏ xinh xinh để mình có thể là mình bổ hoa quả này hoặc là cắt được đồ ăn này. Đó thì là những cái cây như thế này nó khá là phù hợp. Em thì em lúc khi mà em sử dụng ấy thì thường là em con gái mà, em cũng sẽ có trong mình những cái cây dao 10 và 15 nó nhỏ nhỏ xinh xinh để mình có thể là mình hay ăn quà vặt này thì mình sẽ sử dụng đến. Rồi. Em vừa mới giới thiệu xong tới các anh chị bộ 5 dao mèo. Bộ 5 dao mèo cán ốp phun tang. Đó. Vỏ mun nha các anh chị nhé, vỏ mun. Thì nếu như mà các anh chị thích sản phẩm này thì các anh chị hãy alo cho em theo số là 0987 240 733, hoặc là các anh chị có thể là tham khảo các sản phẩm khác của bên em ở trên web www.giaophucsen.vn hoặc là htxgiaophucsen.com. Bây giờ thì em sẽ xin phép được kết thúc video hôm nay ở đây. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của em, luôn ủng hộ em và đồng hành cùng hợp tác xã Dao Phúc Sen. Mọi người nhớ bấm like này và đăng ký kênh giúp em nha. Xin chào.